Xin chào các bạn nha. Hôm nay chia sẻ với các bạn cái cách để mà khắc phục cái ổ cắm điện đó các bạn. Nó bị tình trạng là cái đèn công tắc này nè, lúc cháy lúc không nha các bạn. Thì mình kiểm tra rồi, thì cái dây thì vẫn còn nguyên nhưng mà cái công tắc nó bị hư. Giờ mình chỉ tháo ra và mình thay công tắc thôi nha các bạn. Công tắc thì 5-6 ngàn một cái à, cũng khá là rẻ ha. Đây là công tắc 16A nha các bạn. Đó. Rồi các bạn chỉ việc xả cái mối hàn này ra và các bạn thay thế y chang vậy là được nha. Rồi mình xả dây ra nha các bạn. Xả dây ra thôi là xong. Đồng này đồng xịn không anh nhỉ? Đồng xịn, dây này quả li hoa thì xịn. Đó. Sau khi mà xả dây á, thì ở đây nó có cái bóp vô này, các bạn bóp vô này. Giống như thế này nè, mình bóp nó vô vậy nè. Bóp đẩy ra đau qua ra phía ngoài không? Cái này gãy luôn rồi ta. Rồi, gãy ra rồi ha. Rồi khi thay nè, khi thay thì các bạn có thể nhìn cái màu ha. Các bạn thấy hai cái màu trắng này nè, là nó liên quan đến nhau. Tức là khi các bạn mở bật on á, các bạn để chế độ on như thế này là hai cái cọc trắng này nó thông với nhau, còn cái màu vàng này nó không thông. Thì có những cái công tắc nó để đánh dấu, nhưng mà có những cái công tắc nó không đánh dấu. Ví dụ như thế này nó ba cái chân màu vàng hết, thì các bạn cũng không biết được các đường nào các bạn làm. Thì nếu mà muốn kiểm tra được thì các bạn mở máy đo thông mạch này, các bạn mở on này ha, mở on và mình bấm, mình sẽ kiểm tra. Nếu mà điện nó thông thì có nghĩa là khi mở on là hai cọc này là một này, truyền điện cho nhau này, các bạn chỉ quan tâm thôi. Còn cái này là một cái dây khác. Rồi giờ mình sẽ gắn lại ha. Thì gắn á, thì khi gắn trở lại thì cái dây bên này là một dây khác này, dây bên này một dây khác này. Đây, dây này đi qua công tắc này, đi qua công tắc và ra một cái dây này. Còn bên đây cũng ra một đường dây khác nha các bạn nha. Đường dây này là của dây bên đây ha, vòng qua này, nó đi bên ngoài này, là của dây khác ha. Rồi giờ mình tiến hành gắn vô và hàn thôi nha các bạn. Nghĩa là cái chiều nào cũng. Rồi sau khi mà các bạn nè gắn vô này, đó đẩy xuống ha. Rồi những cái khâu này quan trọng này, khâu hàn dây điện này. Rồi như hồi nãy mình đã xác định rồi nha, cái dây này nè là dây công tắc nè ha, dây công tắc thì mình cứ hàn dây công tắc vô trước nè. Đó, dính cái này vô. Ok, đắp dây vô nè. Rồi từ dây này chuyển, khi mà mở công tắc thì nó sẽ chuyển qua dây điện này. Đó, thì các bạn hàn dây này luôn. Này nó phải xiên vô trong. Các bạn lưu ý mà khi mà thay cái công tắc này nha các bạn, không là bị chập cháy nha. Cái dây thứ hai của dây điện nguồn đó các bạn, nó đi qua cái cầu chì nè, đi qua cầu chì này đúng không, đi qua cầu chì này, đây nó dòng này nó lòn xuống dưới nè, lòn xuống dưới ra cái dây ngoài. Đáng lẽ là như bình thường á, cái cầu chì đó các bạn nó sẽ đặt ở bên này thì nó sẽ thuận hơn, nó sẽ gắn vô cái đầu dây này nè các bạn này. Tức là đây là hai sợi nguồn đúng không, thì cái bên này đi qua công tắc rồi thì cái bên này là đi qua cái cầu chì, nhưng mà thay vì nó gắn đây thì cái sắp xếp của nhà sản xuất á, người ta đặt bên này ha. Đó thì các bạn lưu ý
nhớ đấu đúng giờ chứ không là cắm vô là nổ bụp nha. Rồi giờ mình sẽ gắn ốc lại và test thử nha các bạn. Rồi mình tiến hành gắn vô và mình sẽ thử nha các bạn. Rồi mình sẽ cắm nha. Rồi nè, công tắc đã sáng bình thường nè. Sáng rồi nó có điện luôn, tại vì rồi điện đi điện sẽ có đây. Đi qua điện đó. Thì nó mới có nó mới đèn sáng không à. Cái công tắc này các bạn, những cái ổ cắm mà mình để dưới gần mặt đất á, gần sàn đó, thì trong quá trình sử dụng lau nhà này kia nó sẽ tích ẩm vô và nó sẽ làm cho cái đồng này các bạn nó không còn độ nhạy nữa ha, nó bị bó ghép này kia đó các bạn, thì nó sẽ làm cho điện nó không có dính. Chứ còn cái này thì hư hoàn toàn thì cũng chưa có hư nha các bạn đó. Thì hôm nào mình sẽ làm một cái video chia sẻ cái sửa luôn cái công tắc này luôn nha các bạn. Rồi xin chào các bạn nha.